Thưa quý vị, với địa bàn rộng, dân cư ngày một tăng, việc giải quyết các thủ tục hành chính và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, góp ý của nhân dân tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đã thành lập và triển khai mô hình hỗ trợ công dân lưu động tại các khu dân cư trên địa bàn. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã góp phần lớn vào giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, được nhân dân đồng tình và hoan nghênh. Mới đây, tại khu dân cư số 4, 5 và 9, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Xuân tổ chức buổi hỗ trợ công dân lưu động. Tại đây, tổ hỗ trợ công dân đã tiếp nhận, giải quyết phản ánh của nhân dân, hướng dẫn công dân về các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ với lực lượng thanh niên phường đã hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản điện tử trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công thành phố Đà Nẵng, hướng dẫn công dân tích hợp thông tin trên phần mềm VNEID để thuận tiện trong giao dịch hành chính và các thủ tục liên quan, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công thành phố, tuyên truyền, giải đáp việc thực hiện không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính. Ghi nhận tại buổi hỗ trợ này, nhiều ý kiến kiến nghị của nhân dân được lãnh đạo địa phương và công chức chuyên môn giải đáp trực tiếp, đem đến sự hài lòng cho nhân dân. Đây là đợt thứ hai phường tổ chức hỗ trợ công dân lưu động tại các khu dân cư trên địa bàn. Việc làm này được nhân dân phấn khởi, hoan nghênh và đánh giá cao. Cái phường Hòa Xuân tổ chức được cái buổi như này là giải tỏa được những cái bức xúc của người dân hoặc là những kiến nghị mà thấy là ngày hôm nay thấy là bà con rất là hồ hởi và đã cảm thấy là đây là một cái việc làm rất có ích cho cái cộng đồng và khu dân cư, là giảm tải bà con không còn phải đi đến các cơ quan công quyền để mà giải quyết các thủ tục hành chính đơn thuần. Trong thời gian tới, phường Hòa Xuân tiếp tục duy trì việc hỗ trợ công dân lưu động trên khắp địa bàn với tần suất mỗi tháng một lần, với mục tiêu giải quyết ngày càng hiệu quả các kiến nghị của nhân dân, tạo mối quan hệ gần gũi hơn giữa chính quyền và nhân dân, tăng hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường.